Kính chào quý khán giả của chương trình Phụ Nữ Việt. Quý vị và các bạn thân mến, làm bạn với con, chuyện đó thì ai cũng biết. Thế nhưng trên hành trình ấy, hầu hết những người làm cha, làm mẹ đều cảm thấy khó khăn. Bởi vì cuộc sống thì vốn hối hả và mỗi chúng ta đều phải đóng quá nhiều vai trò, gánh vác trên vai nhiều trách nhiệm. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi mời đến trường quay ngày hôm nay chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn để cùng trò chuyện về chủ đề làm bạn với con. Trước khi đến với cuộc trò chuyện này thì xin mời quý vị và các bạn dành ít phút để theo dõi tiểu phẩm của chúng tôi. Ui, tại sao bà chủ lại có một cái áo sặc sỡ và đẹp đẽ lộng lẫy thế này nhỉ? Đúng là chiếc áo mà sinh ra để dành cho mình. Xin bà chủ tí phấn cho sinh nào. Ui, em ơi, sinh như mình này sao làm ô xin nhỉ? Là hoa hậu mới đúng chứ. Trời ơi, ô tô kè. Anh đi xa quá, anh đi xa em. Có một chút anh này. Cô Miên hát hay vậy cô? Thì có mà lại. Đã làm xong việc cô bảo cho mà xuống thế này đấy. Chẳng làm xong hết rồi, cô dạy cho hát thì cô làm quá dạy luôn. Nào đứng dậy, cô làm gì làm theo nhá. Vâng. Nào Hải, bạn không phải dặn vừa đâu. Chết rồi, 2 tiếng nữa là bố mẹ cháu về rồi. Mà cô chưa chuẩn bị cơm nước gì cả. Chết rồi, mà cô đang mệt thế này. Bồng ơi, Bồng có giúp cô hát cho Bồng nghe không? Đã có chứ cô. Thế thì cô bảo này, Bồng đi ra chợ nhá. Bồng bảo bà Hạnh là cho rau này, cá này, với cả thịt. Đấy, xong cứ ghi nợ ở đấy. Rồi cầm về đây, xong rồi cô đọc chuyện cô hát cho nghe. Ok. Nhưng cô nhớ phải chơi với cháu nha cô. Mình sẽ yên tâm, cứ cầm đồ ăn về đây rồi cô hát cô đọc chuyện cho nhá. Dạ vâng, thế đi đi. Ôi giời, hát quá. Ông giời, hôm nay dở mặt thế nào ấy. Bà mình về đúng giờ thế. Ôi dáng nhỉ, đúng rồi. Ôi giời, mình cứ cấm vợ đi massage. Nhưng mà có massage có khác. Nuột hẳn như rời con gái. Ôi giời ơi, cái gì thế này hả? Ôi giời ơi. Trời ơi là trời. Con này mày làm cái trò gì đấy hả? Ai cho mày mặc áo của tao? Cởi ra ngay. Ai cho phép lấy áo của cô mặc để tôi nhầm hết cả hả? Có phải là trong mỗi gia đình Việt thì hiện nay khái niệm làm bạn với con vẫn là một khái niệm khá là mới mẻ không ạ? Thật ra thì về mong muốn ở trong lòng phần lớn đó, ông bố bà mẹ đều mong muốn làm bạn với con. Tuy nhiên thì nó có hai cái xu hướng. Một là mong muốn vậy nhưng không biết làm bạn nghĩa là làm gì. Một cái hướng thứ hai là nghe thấy muốn tẩy chay nó, bởi vì làm bạn với con bố phải ra bố mẹ, ra mẹ con ra con. Chứ bố mẹ với con là bạn với nhau thế cá mè một lứa à. Và bố rất sợ làm bạn với con như vậy nó sẽ coi thường, nó khinh nhờn. Mình sẽ không giáo dục, mình sẽ không dọa nạt hay là uốn nắn được con nữa. Thành ra cứ muốn đứng ở trên cao chứ không muốn làm bạn với con. Tuy nhiên thì bản chất của làm bạn với con nó đơn giản lắm. Làm bạn tức là phải dành thời gian cho nhau. Chứ trẻ nói là tôi thân với cô bạn này nhưng mà cả tháng không gặp nhau
cả đời không nhắn tin với nhau, lâu lắm rồi không gặp nhau thì sao gọi là bạn được. Chúng ta còn là bạn, đó là chúng ta nghĩ về nhau, có điều kiện thì gặp nhau, hàng ngày quan tâm, gọi điện thăm hỏi thì đấy là bạn. Cách nuôi dưỡng bạn thì thứ nhất là dành thời gian với nhau. Một điều nữa là trẻ thì không vươn lên để bằng người lớn, vậy thì muốn làm bạn thì mình phải hạ thấp mình xuống. Cái câu hạ thấp này nó vừa có ý nghĩa về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen là thôi bố đừng ngồi trên ghế salon, con nó đang bò dưới đất, nó đang xếp hình như này, bố cũng xuống xà xuống đấy, cũng dằn lấy một cái bút tô xem ai tô nhanh, con rồng của bố to hơn con rồng của con, rồi là xem là con tô 6 màu bố tô 3 màu, bố kém con rồi, xong rồi yeah ai thua thì phạt. Vậy thì mình xuống đấy với trẻ, hạ thấp với trẻ, đôi khi cũng nói diễn đạt bằng ngôn ngữ của trẻ. Thôi phát xít ấy không chơi nữa, ấy này ấy hư lắm, ấy không dậy đúng giờ, xong rồi sáng ngày ấy bỏ ăn sáng, thôi bố không chơi nữa, thôi dỡ rồi đi ra ngoài kia. Những cái ấy nó dễ thương lắm mà trẻ nó thích lắm. Vâng, đúng là chúng ta có thể sẵn sàng đáp ứng được rất nhiều những nhu cầu về mặt vật chất cho con, tuy nhiên thì lại không có thời gian và không dành thời gian cho con cái của mình. Vậy thì có phải là chính vì lý do đó đã khiến cho khoảng cách giữa cha mẹ và các con ngày một xa hơn không? Thật ra thì phụ huynh luôn luôn tìm lý do là bận, không có thời gian cho con. Khi nên nói rằng là dành thời gian cho con, nói là chúng em bận lắm đấy, sáng phải thế nọ thế kia. Nhưng thực ra chúng ta phải nhẫm lại rằng là chúng ta có rất nhiều việc phải làm, và cuộc đời chúng ta buộc chúng ta một cái lựa chọn. Chúng ta có 10 việc, chúng ta cân nhắc đi, đối với chúng ta cái gì là giá trị nhất, cái gì là quý giá nhất, chúng ta gắng làm nó. Còn có những việc có thể làm cũng được, không làm cũng không sao lắm, hãy gạt bỏ bớt đi thì chúng ta sẽ có thời gian dành cho nhau. Trên đường đi làm, nhắn tin con là dậy nhá, sữa mẹ để mặt bàn, ăn rồi khóa cửa đi học. Trời ơi, con nó cảm thấy mẹ vẫn là gần. Thế nhưng mà cái đấy thì kêu rằng bận, nhưng có thể ôm điện thoại vừa đi xe vừa nói chuyện với một cái cô bạn nào ở người Hà Nội gọi điện đường dài xuống Sài Gòn, hay là buôn với một người anh bạn nào đấy hàng tiếng đồng hồ thì không thấy bận đâu. Dành 5 phút chơi với con thì kêu bận, nhưng mà bố ngồi quán trà đá tiếng cũng không. Hay là mẹ thì có thể đi làm đầu, spa 3-4 tiếng, nghĩ đến mình. Nhưng mà nhốt cửa con ở nhà một mình, bảo là bật vô tuyến lên, vứt cho nó cái iPad, bảo thích chơi gì thì chơi, mẹ còn ra kia để chăm sóc sắc đẹp. Vậy thì rõ ràng chúng ta chưa cân đối thời gian, chúng ta chưa biết lựa chọn cái điều gì quan trọng nhất. Đối với một con người, đặc biệt những người đã có gia đình, thì gì ạ? Tổ ấm gia đình là chồng, là con, là kinh tế gia đình, là những cái niềm vui nhỏ nhỏ bên chồng, bên con là hạnh phúc nhất. Vậy thì những việc làm đó của người lớn thì có tác động như thế nào và ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý cũng như là tính cách của trẻ sau này? Ta gieo thế nào thì ta gặt thế đấy. Hiện nay chúng ta cứ kêu la là trẻ trái tim nguội này, rồi sống vô hồn này, vô cảm này, thì bởi vì chúng nó cũng được đối xử như thế. Sáng thì bố mẹ dậy nhanh, xong bắt đầu nhồi cho ăn một mắt, hút một ống sữa, cầm đôi cái xúc xích, nhồi cho một nắm xôi, ăn một bát phở, xong rồi đẩy vào trường tiểu học bán chú cả ngày. Bố mẹ bận có khi không đón đúng giờ, 5:30-6 giờ con còn đứng bơ vơ ở cổng trường, nước mắt lưng tròng vì các bạn được đón còn mình thì bị bỏ rơi. Bố thì đỗ xịch một cái, mẹ đỗ xịch một cái, việc đầu tiên là lên nhanh đi tắt đường. Đi trên đường thì căng thẳng, chả nói năng gì, con cũng im lặng luôn. Về nhà thì thả con xuống, con chạy lên phòng, bố lại việc bố, mẹ lại việc mẹ. Cả một ngày những cái giao tiếp nó rất là ít, những cái cảm xúc mà để tạo cho nhau rất ít, thì làm gì mà nó chả nguội, làm gì nó chả lạnh, làm gì nó chả thế nọ thế kia. Thế còn thì những người mà người ta biết thương người khác, đó là người ta đã nhận được những tình yêu thương. Đặc biệt là đối với lứa tuổi dậy thì và những lứa tuổi nhạy cảm thì chúng có rất là nhiều những tâm sinh lý cũng như là những cái câu chuyện tế nhị. Vậy thì bố mẹ làm cách nào và có một cách xử sự cũng như là trò chuyện khéo léo như thế nào để có thể là giúp cho chúng tâm sự với chúng ta như những người bạn?
Một câu hỏi rất là hay. Có một cuộc khảo sát về các em ở tuổi dậy thì rằng khi có vấn đề khúc mắc đến tình yêu, tình bạn, về sức khỏe, sinh sản, giới tính gì đấy thì em sẽ tìm kiếm thông tin ở đâu? Thì đứng hàng đầu là search trên mạng. Yeah. Hàng thứ hai là hỏi bạn thân. Hàng thứ ba là hỏi cô giáo. Và hàng cuối cùng là bố mẹ. Và bố mẹ hình như được độ 1,5-2% cho đến 2%. Bố mẹ là người thân yêu nhất, sinh ra con nhất, thương con nhất, yêu con nhất, chẳng tiếc gì cho con. Thế mà bị để hàng cuối cùng, không biết là bố mẹ có nghĩ gì không. Thế xong rồi có vấn đề gì đó thì cũng lại kêu. Ở đây cách làm của chúng ta thôi. Chúng ta vẫn đầy cái ánh mắt soi mói hơn là làm bạn. Thế hay là cách hỏi con thế. Thế nào, dạo này chơi với bạn nào, có bạn trai chưa? Chớ chơi bạn trai đó. Vừa hỏi câu trước câu sau đó là câu chặn luôn. Lớp 9 rồi nhá. Nốt năm nay là thi cấp 3 là khó khăn lắm đấy. Cố gắng mà không vào được công lập thì mà ở trường dân lập là chết đấy. Thì thôi, ai mình nói chuyện làm gì. Làm gì mà trẻ con nó chả khát lòng lạ. Biết rằng là cởi ra mà chưa cởi thì đã bị chộp đấy rồi. Vậy thì thôi, tránh cho nó lành. Thì cách của chúng ta là đợi đến nó phải là một quá trình. Thân thiện với nhau thì còn bé. Thì do đến lúc lớn lên 16, 17 tuổi nó có thói quen kể với mẹ. Mẹ ở đợt này có một cái thằng nó lẻo đẻo theo con, nó bảo ấy thích con. Thì nó mới dám kể. Thì nó biết thế nào mẹ cũng sẽ có những lượng xét là thế bạn ấy thế nào. Lúc nào bảo bạn ấy đến đây để mẹ xem thế nào đi. Thế kệ, có bạn là bình thường. Con xinh thế này có bạn trai nên là mà nó theo là tốt chứ. Sợ nhất là chẳng có đứa nào nó để ý đến mình. Những cái câu động viên như thế. Thế xong rồi bảo bạn lên lên chơi. Đấy thì mẹ được góp ý thôi. Nói thế chứ còn là con cứ quay lại con mắng cho nó một trận. Rằng là cậu đừng có vớ vẩn, tớ còn tập trung thời gian để tớ học, tớ còn ôn thi. Trời ơi. Dạ, chính vì những cái điều đó khiến cho trẻ bỗng chốc là cảm thấy xa lánh, cũng như là khép lòng mình lại, đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta khéo léo một chút, và đặc biệt là đối với trẻ nhỏ hơn thì dành thời gian để chơi cùng trẻ, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng trở thành những người bạn thân thiết của con mình. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, làm bạn với con giống như một lời nhắn gửi, một thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả. Luôn ở bên con và mang tới cho chúng cảm giác an toàn nhất, bình yên nhất, và hãy trở thành những người bạn của con để lắng nghe và bảo ban chúng. Xin kính chúc mỗi gia đình Việt sẽ luôn tràn ngập tiếng cười yêu thương và luôn đón xem chương trình Phụ Nữ Việt của chúng tôi quý vị nhé.